xin lỗi cho tôi hỏi, trước đây có một cô gái từng làm thêm đây, hôm nay cô có đến đây không? Cô ấy tên là Hồng Anh. Không ạ. Hồng Anh. Tôi xin lỗi, tôi tưởng rằng đây là em gái của tôi. Dạ không có gì anh ạ. Alo. Thế á? Nhanh lên, lái xe nhanh lên chút nữa. Bây giờ Hồng Anh nó có ở đây nữa đâu. Đây. Trước Hồng Anh nó ở đây này. Thế nhá. Con bé sống ở một nơi như thế này sao? Nếu như tôi tìm thấy con bé sớm hơn một chút, con bé sẽ không phải chịu người của cuộc chiến vậy nữa. Ông ơi, ông ra đi như thế này, giờ tôi phải sống làm sao? Gì? Mày còn về đây làm gì nữa hả? Mày còn nhớ đến bố mày nữa hả? Không phải mày đi tìm ruột thịt của mẹ hay sao? Mày còn biết ông ấy là bố của mày nữa. Mày mau cút đi. Cút. Mẹ. Mẹ đừng có giận nữa mà. Mày nghe rõ chưa? Mày không hề quan tâm đến bố tao. Mày về đây á vì căn nhà này à? Mày đừng có mơ đến nghe chưa? Căn nhà này mày không biết được một đồng nào đâu. Không phải á? Tại sao lại không phải? Tao đã liên hệ bán nhà này rồi. Căn nhà này sẽ bán đi. Và mày không biết được một đồng nào đâu. Không cần phải nói nhiều với nó làm gì cả. Mày mau cút ra. Cút. Mày nghe rõ chưa? Mày bị điên à? Cút ra ngoài. Tao còn tin mấy người đấy. Cho tao gặp bố một lần thôi mà. Tao bảo là mày cút ra ngoài mà. Ra ngoài. Tôi chỉ muốn nhìn thấy bố thôi mà. Mở cửa ra! Mở cửa! Ôi! Alo, tôi nghe đây. Em là sếp ạ, bọn em tìm thấy Hồng Anh rồi ạ. Ôi, Tín Hồng Anh rồi à? Tôi về nghe đây, tôi về nghe đây. Vợ ơi, mình tìm thấy Hồng Anh rồi. Đấy, vợ nói rồi, nhất định sẽ tìm thấy Hồng Anh. Ta về thôi. Chuyện thân thế của cô tôi rất là cảm động. Em gái của tôi cũng bị thất lạc rất là lâu rồi, đến nay vẫn chưa tìm thấy. À, hôm nay cũng là sinh nhật em gái của tôi đấy. Tôi cảm thấy cô và tôi rất có duyên. Nhìn thấy cô tôi cứ ngỡ như em gái của tôi đã quay trở lại. Hồng Anh, anh đi đâu vậy?